Chào mừng anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Các bạn đang được chiêm ngưỡng những bức tranh đẹp đầy sáng tạo do bé gái 10 tuổi dễ thương vẽ trong buổi giao đàn piano cơ Yamaha USPA đến với khách hàng tại Gò Vấp ngày hôm nay của team Minh Phụng Music. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Đội vận chuyển đã đến nhà khách, bàn nâng tải hạ xuống, hai phía cửa xe được mở ra, chiếc piano chậm chậm mang xuống và được đặt vào xe đẩy. Bốn thanh niên từ từ đẩy đàn đi vào hẻm để đến nhà của khách hàng cùng với phần quà tặng được bạn nhân viên mang theo. Piano Yamaha USPA được cả đội cùng nhau leo dốc để vào nhà và chiếc đàn được team đưa vào phòng khách, điều chỉnh lại vị trí một cách cẩn thận. Cây piano được tháo lớp ni lông bảo vệ, phủ kính toàn bộ mọi vị trí trên thân đàn. Sau đó, bạn nhân viên tiến hành lắp phụ kiện cần thiết của một cây piano cơ, chính là ống sưởi, và kiểm tra hoàn chỉnh trước khi bàn giao đến tay khách hàng. Khi đang ngắm nhìn vẻ đẹp của USPA, anh em hãy cùng khám phá những điểm nhấn mà chiếc piano cao cấp nhà Yamaha này sở hữu nhé. Yamaha USPA thiết kế theo dáng đứng, thân đàn với màu đen bóng, logo Yamaha mạ vàng chạm nổi ở giữa của đàn cùng với đường kẽ dài ngang thân đàn mạ bóng làm nổi bật màu đen tinh tế của thiết kế đàn. Khung piano chữ X bằng những trụ gỗ to tự nhiên với bản cộng hưởng lớn được áp dụng công nghệ bể cong ngửa đàn. Bộ cơ đàn với công nghệ đùn nhôm giúp tránh ảnh hưởng của thời tiết. Cú đàn được lót hai lần nỉ bằng lông cừu tự nhiên, dây đàn bằng thép ít carbon tăng độ dẻo dai. Phím đàn được gọt giũa thủ công, khóa đàn ở giữa để tránh nắp đàn sập vào tay người chơi. Bộ ba pedal bằng đồng sáng bóng tạo sự hoàn hảo cho toàn bộ cây đàn. Các bạn khi mua USPA tại Minh Phụng Music sẽ được bảo hành lên đến 10 năm toàn bộ máy đàn và phím đàn miễn phí lên dây 2 lần. Quà tặng ngoài ống sưởi sẽ là thang phụ đàn, thang phụ phím, ghế piano tăng đờ cao cấp tạo sự thoải mái cho người chơi. Mời anh em cùng thử đàn với chị và bé gái nha. Cảm ơn chị đã tin tưởng và đồng hành cùng Minh Phụng Music để bé có cơ hội phát triển năng khiếu âm nhạc sau này. Vậy là buổi giao piano Yamaha USPA tại Gò Vấp đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.